Chào các bạn, mình là Đạt. Hôm nay mình sẽ tiến hành unbox sản phẩm có tên là SSD Samsung 560 EVO. SSD này mình mua hồi hôm qua, mình đặt trên tuấnphong.vn. Mình mua hồi chiều, mình yêu cầu là giao trong ngày và họ giao trong ngày luôn, trong một tiếng đồng hồ. Shop này ở Hồ Chí Minh với lại ở Hà Nội. Đây là hóa đơn nha bạn. Đây 1.600.000, và phí ship là 40.000, và tổng cộng là 1.640.000. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, Samsung 560 EVO. Sở dĩ mình còn xài SSD SATA 3 là bởi vì mình thích xài, với lại bán thì cũng dễ bán lại. Hơn nữa là khi mà mình gắn laptop đời cũ á, thì nó tương thích được. Còn một số laptop đời cũ nó không có cổng M2 để mà hỗ trợ. Đây, nhìn sơ là như vậy. Và đây là thông số của nó, 500GB, và mã serial number. Mà thực sự thì tất cả các loại SSD Samsung ở Việt Nam mình bán á, là chỉ là đại lý hoặc là cửa hàng bán thôi, và hoàn toàn không có bảo hành từ Samsung. Không có bảo hành Samsung nha bạn, chỉ có bảo hành từ đại lý và cửa hàng thôi. Cửa hàng Tuấn Phong mình mua là nó vẫn bảo hành 5 năm nha bạn, bảo hành 5 năm rồi, theo chính sách của hãng luôn. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Đây, đầu tiên là sách hướng dẫn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, SSD Samsung. SSD này có kích thước là 2.5 inch. Đây là tem bảo hành của Tuấn Phong các bạn, bảo hành 5 năm. Nó có mã serial number trong mức view rồi. Đây serial number chúng ta nằm ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bây giờ mình sẽ cắm thử SSD nào vào máy tính như thế nào để xem như thế nào.